Xin chào tất cả mọi người, chào mừng những khách hàng yêu quý của kênh đồng hồ Hoàng Nhật. Ngày hôm nay em xin gửi đến mọi người 15 sản phẩm hay mọi người. Hôm nay thì chỉ có duy nhất một hãng đồng hồ đến từ Nhật Bản thôi, đó là hãng Seiko ạ. Hôm nay chỉ có hãng Seiko thôi. Ngoài trời đang mưa nên là hơi ồn chút xíu, mong mọi người thông cảm giúp em nha. Đầu tiên em xin gửi đến mọi người chiếc mã số 1, chiếc đồng hồ Seiko. Em này là size nhỏ thích hợp cho mấy anh tay nhỏ và nữ tay to ạ. Size em này là size 34 ha mọi người. Máy chạy máy dao động cao 28.800, thuộc dòng Seiko sấm sét của Seiko ha, dòng emblem. Con này là chạy theo cơ chế là automatic, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Không có dừng kim dây khi chỉnh giờ nha mọi người. Em quen miệng em nói lộn. Chức năng chỉnh lịch của nó là có hai lịch, lịch nó cũng hai thứ tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Nhật ạ. Tiếng Anh và tiếng Nhật ha mọi người. Lịch chỉnh nhanh được. Em này chạy máy dao động cao 28.800. Mặt của nó rất là đặc biệt, mặt nó là mặt sớ đệm nha mọi người. Mặt sớ đệm rất là đẹp, mặt sớ này đẹp và độc lạ luôn. Đây nha các anh. Và size của em nó là size 34. Không tính núm nha. Size 34 không tính núm. Đó, size 34 không tính núm nha mọi người. Có hai lịch ở góc 3 giờ. Mặt số kim và cọc số em này là sơn đen nha. Mặt sớ đệm rất là đẹp. Đến từ thương hiệu Seiko, em này là dòng cơ cổ vintage nha mọi người. Dây zin. Em này zin toàn bộ zin 100% nha. Mã số 1 giá là 1 triệu rưỡi. Anh nào thích thì chốt giùm em. Khi lên tay nó sẽ như thế này nha mọi người. Đây ạ. Tay 15.5 mọi người có thể xem tham khảo ạ. Rất là đẹp, rất là ôm tay nha. Đặc biệt là mặt số của nó rất là... Nó không biết nói sao, nó vừa độc và vừa lạ vừa đẹp nữa mấy anh. Em này zin toàn bộ nha. Hàng vintage cơ cổ. Mã số 1 giá 1 triệu, size 34, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi, từ mã số 2 đến mã số 6 là em đã giới thiệu với mọi người rồi. Mọi người anh nào thích chiếc nào thì vui lòng xem lại cái clip ngày 21 tháng 10 giùm em nha. 21 tháng 10 giùm em. 21 tháng 10. 5 chiếc còn lại, 5 chiếc này nha. 21 tháng 10 em này là dòng LM Special nè, form kiểu dáng Ren Seiko. Rado còn là Fossil. Và những em mới ngày hôm nay đó là em mã số 1, xong rồi tới em mã số 7 nha mọi người. 2, 3, 4, 5, 6 là 6 em này. Em đã giới thiệu clip ngày 21 tháng 10 rồi. Mọi người anh nào muốn xem kỹ lại thì xem lại clip đó giùm em nha. Tiếp theo một em Seiko 5 ạ. Mà em này là toàn thân là vỏ inox, dây khóa thay rồi nha mọi người. Dây khóa em đã thay rồi. Bản nguyên bản của nó là dây dây sắt nha. Em này là cơ automatic, không có hỗ trợ có tay nha mọi người. Núm nằm ở góc 4 giờ và lịch thì nằm ở góc 3 giờ. Hai lịch thứ ngày rất là tiện dụng. Rồi, tất cả chức năng đều hoạt động hoàn hảo ha mọi người. Là tiếng Anh và là tiếng Pháp nha mọi người. Mon Till Day DA. Đó, Mid. Đó. Em này có ngoại hình còn rất là đẹp. Toàn thân là inox nha. Sáng bóng luôn nha mọi người. Em này chạy dòng máy 7S26 của Seiko. Máy này chạy rất là bền. Và những chiếc em giới thiệu tiếp theo là những chiếc chống nước nha mọi người. Từ 1 tới 5 là không có chống nước. Còn từ 7 tới 15 là chống nước nha. Anh em có thể đeo đi mưa, đi tắm. Ok. Đừng có tắm biển giùm em là được. Em này là mặt màu mỡ gà, màu vàng nha mọi người, rất là đẹp tia.
đẹp không tì vết nha mọi người. Kim cọc em này sơn đen, có dạ quang nha mọi người. Em này có dạ quang ở rất là đẹp, để em cho mọi người xem. Đây, dạ quang của em nó đây, nằm ở cuối cọc số ha. Và kim nó cũng có dạ quang luôn. Và dạ quang của Seiko mấy anh thấy ở đó rất là sáng. Và mọi người thấy nè, nhìn ở dưới nè, từ số 8 đến 15 tất cả đều Seiko và đều có dạ quang hết nha, rất là đẹp. Để không mà mất thời gian mọi người, em không tắt đèn nữa, mọi người có thể xem về dạ quang của những em này một lần luôn. Rồi, em này là chạy máy 7S26 cơ automatic của Seiko, size 37.5. Máy này 21 chân kính nha mọi người, 21 chân kính. Kính em này là kính khoáng. Độ dày của em nó là 11. Rồi, mặt trên này còn rất là đẹp nha mấy anh. Bên hông này có xước sắc nhẹ, anh nào muốn thì em sẽ đánh bóng lại cho. Rồi, em này mã số 7, size 37.5, giá 1.600.000 ạ. Em xin nhắc lại, cái thứ nhất là cách giao dịch, cách mua hàng của bên em là khi mua hàng mọi người vui lòng cọc giúp em 200.000 nha mọi người. 200.000 để làm niềm tin cho anh em có trách nhiệm nhận hàng thôi. Và phần còn lại là 1.600.000. Phần còn lại là ví dụ 1.600.000 mọi người cọc 200 thì còn 1.400.000. Đến hàng đến mọi người, khi nhân viên giao hàng đến mọi người có thể kiểm tra hàng, xem hàng có đúng hàng hay không thì mọi người mới nhận hàng. Và nếu như có bất kỳ điều gì mà sai với cam kết, như là hàng không đúng chất lượng, hàng nhái, hàng giả gì đó, em xin hoàn tiền cho mọi người gấp đôi luôn nha, chứ không phải là hoàn đủ tiền cho mọi người đâu. Và bên kênh đồng hồ Hoàng Nhật cam kết là chỉ bán hàng chính hãng 100%. Nếu phát hiện fake, em sẽ đền cho mọi người gấp đôi tiền và tặng mọi người chiếc đồng hồ đó luôn nha. Và khi mua hàng mọi người sẽ nhận được một cái thẻ thiếu bảo hành của bên em. Ở trên phiếu bảo hành nó có địa chỉ nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng của em và đây là số điện thoại của em. Đây là số điện thoại duy nhất và là số Zalo của em luôn nha. Em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Và phía sau là kim luôn giấy bảo hành. Em sẽ bảo hành 12 tháng đối với đồng hồ cơ và 6 tháng đối với đồng hồ pin, dù là cũ hay là mới. Khi mua hàng em sẽ ghi tên sản phẩm lên đây, tên và số series lên đây, giá trị của món hàng đó và ngày mua nha. Ở trên này em sẽ làm 12 tháng đối với hồ cơ và 6 tháng đối với hồ pin. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu đến mọi người em mã số 8, giá 1.600.000. Em này dây thai nha, dây thép, dây đinh kiện và đồng hồ là zin nguyên bản. Đây, mặt số đen hơi khó quay một chút xíu. Nó này, cái đồng hồ này nó đang chuẩn bị nhảy lịch nha mọi người, đang tới giờ nhảy lịch là 12 giờ đêm nè. Chúng ta sẽ dặn nó qua cái cho nó nhảy lịch cho xong luôn, rồi chúng ta mới chỉnh lịch nha. Thì tất cả chức năng chỉnh lịch thì rất là hoàn hảo, không có gì, không có lỗi lầm gì hết. Mặt kính không trầy ha mọi người, kính rất còn rất là đẹp, rất là mới. Vỏ toàn thân là inox ạ, vỏ toàn thân là inox. Zin toàn bộ trừ dây khóa, em này chạy dòng máy là 7S26 luôn nha mọi người. Máy cơ automatic. Sử dụng dòng máy này là chạy 21 chân kính nha, 21 chân kính. Các cọc số là cọc số nổi. Sáng bóng size em này là size 37, không tính núm ạ. 37.5, không tính núm. Bên em là đo đồng hồ thì không có đo núm nha mọi người. Các cọc số 6, 9, 12 là số học trò. Nhìn rất là nổi bật chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này rất là đẹp, mặt màu đen.
mặt màu đen ha. Mặt màu đen hơi khó quay nên mọi người chịu khó xem lại giùm em. Rất là đẹp luôn. Hàng chính hãng 100%. Con này cũng chống nước luôn nha mọi người. Em này mã số 8, size 37.5, giá 1.600.000. Anh nào thích thì chốt giùm em ha. À, để em lên tay cho mọi người xem. Quên cái vụ lên tay nữa. Rồi, size 37.5 đi mọi người. Mọi người xem tay em mà tham khảo nha. Hình như em này em đã lên kính sapphire rồi, nên là kính nó rất là bóng. Đây, để em thử kính sapphire cho mọi người xem luôn, đợi em chút xíu. Đây ạ, lên kính sapphire rồi nha mọi người. Nếu kính sapphire thì chúng ta nhiễu giọt nước lên đây thì nó sẽ tụ lại một điểm. Còn kính thường, kính cứng, kính khoáng thì nó sẽ bẹt ra. Không, nó không có tụ nước được nha mọi người. Nó bẹt ra. Để em lau khô. Em làm lại. Nó nước nó bẹt ra hết, nó không có tụ là một điểm. Còn xin sapphire thì nó sẽ tụ là một điểm. Rồi, thì sau khi mình xác định nó là kính sapphire rồi thì hỏi là sao kính sapphire mà sao không thử lấy đòi cạy thử coi nó chạy không. Tại vì mình thử gì cho chắc ăn đúng không, mình sau khi mình biết nó chắc chắn là kính sapphire rồi thì chúng ta muốn làm gì đó mình làm nha. Nha, để mà chưa biết mà làm vô là nó chạy ổn nha. Đó, con này em đã lên kính sapphire sẵn cho mấy anh luôn rồi. Chúng ta anh em mình yên tâm sử dụng nha. Đó, không có gì hết. Rồi em này cũng mã số 8, giá 1.600.000 luôn. Tại vì á, cái nào kính zin thì em để kính zin để thay chi nó ổn. Khi nào mà nó trầy quá hoặc là nó bể thì em mới thay thôi. Tại vì cái gì đồ zin thì nó cũng tốt hơn nha. Cái nào nó cũng có mặt lợi mặt hại hết á. Rồi tiếp theo mã số 9. Em mã số 9 này zin nguyên bản nguyên cơm lê luôn nha mọi người. Dây zin luôn nè. Đó, đẹp chưa? Em này đẹp 98-99% nha. Em này mã số 9 giá 1.700.000. Size 37 nha mọi người. Mã số 9 giá 1.700.000, xem 37. Em này mới 98-99% nha. Cái chỗ bóng bóng này là do mà cái cọng dây á, nó gấp nó đụng lên đây nè mọi người ha, nó đụng lên đây nè. Còn vỏ nè, toàn thân còn rất là mới. Hôm nay trời mưa hơi ồn nha mọi người, mọi người, mọi người thông cảm giùm em. Cái máy hôm nay cũng lấy nét không tốt nữa, lấy nét hơi chậm. Rồi mặt số đây, mặt số màu trắng tia. Cọc số nổi có kim cọc sơn đen, dạ quang rất là sáng. Góc 3 giờ. Có hai ô lịch thứ ngày, tiện cho các anh em mình xem giờ nè. Em này cũng chạy máy cơ automatic, cũng là dòng máy 7S26 luôn nha. 7S26, 21 chân kính. Hồ cơ thì chúng ta sẽ đeo và nó sẽ chạy thôi, không cần phải thay pin. Một năm chúng ta bảo dưỡng một lần thì nó sẽ hoạt động rất là bền bỉ. Rồi em này mã số 9, giá 1.700.000, size 37, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp. Đẹp 98-99% luôn nha mấy anh. Rồi, tiếp theo em Seco 5. Nói chung tối nay là Seco 5 hết đó nha mọi người. Rồi, em này cũng chạy dòng máy 7S26 luôn, 21 chân kính.
Em này kính là kính cứng nha. Kính cứng. Em này cũng kính cứng luôn. Thôi. Không biết kính gì thử cho mấy anh em luôn, kính cứng nha. Em này kính cứng. Em này cũng kính cứng luôn. Nãy giờ chỉ có một em này là kính sapphire thôi. Lên tay nha mọi người. Đây, size 37 lên tay 15.5. Đẹp tuyệt vời luôn. Anh nào thích hôm nay thì đeo, chốt giùm em mã số 9 1.7 triệu giá. Và size nó là 37, giá 1.7 triệu, size 37. Em này giá 1.6 triệu. Size 37.5. Đó, lên tay rất là đẹp, mặt màu mỡ gà nha. Rồi, anh nào thích thì chốt giùm em. Mã số 10. Em này cũng đẹp, 98-99% nè mấy anh. Đó, 98-99% nha. Đẹp, vỏ còn sáng bóng. Mặt số em này là sớ, mặt sớ xui nha mọi người. Không phải chảy tia về tâm, em này sớ xui. Kính là kính cứng Seiko 5, kim cọc sơn đen, góc 3 giờ, có một ô lịch thứ ngày, rất tiện dụng, chống nước rất là tốt, và các chức năng của em nó thì gần như hoạt động hoàn hảo nha, không lỗi lầm gì hết. Đồng hồ đẹp, không lỗi lầm, mặt số đẹp, jean nguyên bản, jean cả dây nha mấy anh. Đây, đáy của em nó đây. Đáy kính ha. Máy nè, 7S26. Gạch 3040. 7S26. 21 chân kính tự động. Chính hãng Seiko, anh nào thích thì chốt giùm em. Rồi, tiếp theo em này kính kính cứng nha, em này kính cứng. Mới 98%. Dây rất là mới nha mọi người, xem dây nè. Dây vừa bóng sớ nha. Đó. Mã số 11. Giá 2.2 triệu. Size 36 ạ. Cái này size 36 hoặc 37 gì đó. Nó sẽ còn 35 rồi trời. Nhà 36 nha mọi người. 36 nha. Đó, 36. Em này dạ quang cực kỳ sáng luôn. Mặt màu trắng sữa. Cọc số và kim dạ quang rất là to ha, cả con em này dạ quang rất là to, máy cơ automatic. Em này đặc biệt là sản xuất nội địa Nhật ha mọi người. Nội địa Nhật, góc 6 giờ có chữ mắt in Japan nè. Nội địa Nhật. Hàng nội địa và hàng thương mại thì nó 1.9 1.10 thôi, không có khác biệt nhiều lắm đâu. Nội địa Nhật thì nó có thêm tiếng Latin như thế này nè, tiếng Latin nha, tiếng Anh và tiếng Latin, gì như con lãi vậy, cái chữ gì mà như con lãi vậy. Cái kim màu đỏ, cái kim màu đỏ, em này nội địa Nhật rất là đẹp nha, 98-99% luôn. Bách dây có chữ da băng nè, phía sau em này là lộ đáy, em này lộ đáy. Trên búa có đóng chữ da băng và trên kiến luôn nha. Da băng luôn. Rất là đẹp. Size 36.5. Dạ quang cực kỳ sáng. Máy lộ đáy. Máy 7S26. 3 kim 2 lịch. Lên tay nè mọi người. Rất là ôm tay ha. Hoa kim hay là kim dây màu đỏ. Bản nội địa Nhật nha, bản G. Khá là hiếm trên thị trường.
Em biết là bản G là không đủ về, không đủ để phục vụ các anh em đâu. Anh em rất là sưu tầm những cái mẫu mà nội địa Nhật, nhưng mà không phải là không phải hàng nội địa thì nó không tốt nha mấy anh. Nó 1 9 1 10, không phát biệt khác biệt nhau quá nhiều. Vì là tại vì người ta đặt đặt nhà máy ở một nước thứ ba là để giảm cái giá thành nhân công nó xuống. Vì cái mặt lắp ráp như thế này nè, những cái mặt hàng lắp ráp như thế này thì người ta không cần đến những người có kỹ sư và tay nghề quá cao, chỉ cần một lao động phổ thông là có thể ráp được rồi. Còn những kỹ sư thì người ta dùng cho một việc khác, dùng cho bên thiết kế. Thì thay vì ở đặt ở Nhật thì người, mỗi một nhân viên như vậy người ta sẽ trả tiền là 40 đến 50 triệu một tháng, thì chúng ta đặt ở Việt Nam hoặc là đặt ở Malaysia hay Indonesia thì lương nó chỉ tầm từ 8 đến 15 triệu thôi, đúng không? Mấy anh em nào mà ai mà có nghiên cứu về vấn đề xuất khẩu lao động thì biết lương nhân công bên đó rất là cao. Thì để giảm giá thành xuống, để cạnh tranh được với các thương hiệu khác thì người ta sẽ đặt nhà máy ở một nước khác để giảm giá nhân công xuống và giá mặt bằng nữa. Rồi, em này size 36.5 ha mọi người, bản nội địa. Mã số 11, vớt tấm giấy mất tiêu. Mã số 11 giá 2.2 triệu. Size 36.5. Cơ automatic, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Mã số 1 giá 2.2 triệu. Tiếp theo, em mã số 3. Ở mã số 12 chứ lộn, em này giá 1.9 triệu, size 37 à. Em này là mặt số vi tính nha, mặt số vi tính, mặt màu xanh. Đây size 37 nha. Đó, size 37. Mặt số vi tính có dập những số 5 nổi ở trên này. Rất là đẹp. Ngoại hình khá là mới, 98.99%. Nè mặt vi tính nè, mặt em này màu xanh đen nha mọi người, màu xanh đen chứ không phải là màu đen. Màu xanh đen. Nè, em số 8 này màu đen nè, em số 12 này là xanh đen nha, màu xanh cửu long. Màu này hiếm hơn màu đen nên giá thành nó cao hơn chút xíu. À, hình như 2-3 tuần trước đó em bán con này là có 1 triệu 8 thôi, nhưng mà màu xanh đen này hiếm hơn, giá cao hơn, giá 1.9 triệu, mắc hơn 100.000 nè. Anh nào thích màu này thì chốt giùm em nha. Mặt màu vi tính, cũng 3 kim, cũng 2 lịch, máy 7H26-21 chân kính. Nè, để em cho mọi người xem về cấu tạo, cơ cấu cái máy nội địa và cái máy thương mại y chang, không khác gì hết. Anh nào làm bên kỹ thuật, anh nào làm bên kỹ thuật, bên thiết kế thì biết rồi, những cái đời máy mà chung như thế này có một khuôn để làm thôi, vì sản xuất một cái khuôn rất là khó, rất mất rất là nhiều thời gian. Anh nào làm bên kỹ thuật, bên thiết kế thì biết. Rồi, mặt vi tính nha, mặt màu xanh, size 37, độ mới rất là cao, cỡ 98-99%, 3 kim 2 lịch, cũng đang chuẩn bị nhảy lịch nữa nè. Nó dặn qua 12 giờ là nó nhảy lịch thôi. Đó. Rồi, em này kính cũng sapphire, đã sapphire luôn rồi nha mọi người. Rồi, kính em này là lên sapphire rồi đó. Mã số 12 giá 1.9 triệu. Rồi, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Size 37, máy cơ automatic, đến từ thương hiệu Seiko. Tiếp theo, em này mã số 13 giá 2 triệu ạ. Size em này là 37.5, kim cọc mạ vàng, vỏ là inox, kim cọc chữ Seiko và khung lịch được mạ vàng nha, rất là nổi bật, nhìn rất là sang trọng luôn. À, dây nè mọi người, dây còn rất là đẹp ha, mới. Dây jean nguyên bản. Mã số 13 giá 2 triệu. Mã số 13 giá 2 triệu. Mặt số là mặt số bệnh nha mọi người, trên này có bệnh vân rất là đẹp, không có điểm nào để chê hết nha. Số này rất là đẹp và rất là độc. Đáy kính nha, đáy kính
cũng chạy dòng máy 7S26 luôn, nãy giờ em giới thiệu rồi đó, 21 chân kính, máy cơ automatic nha, 3 kim 2 lịch, chỉnh lịch cũng y chang vậy, mặt màu trắng, mặt trắng đệm nha, mặt trắng đệm, kim cọc mạ vàng nhìn rất là sang trọng, đẹp. Rồi nào thích chiếc này thì chốt giùm em. Máy cơ automatic. Nè. Rồi em này mã số 13. Giá 2 triệu, size 37,5, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Kim cọc mạ vàng rất là sang. Như nãy em chưa lên tay em này thì phải. Rồi, em mặc màu xanh củ lông này lên tay như thế này ha. Size 37 nha mấy anh. Rồi tiếp theo hai em size to dòng lặn, giá 2,8 triệu. Rồi trong lô ngày hôm nay chỉ có con mã số 8 và con mã số 12 này là kính sapphire thôi nha, lên sẵn cho sapphire cho anh em, anh nào thích chơi sapphire thì chơi, mà kính cứng là kính zin, thường thường mấy con sản xuất nội địa Nhật là sử dụng kính cứng không à, kiến cứng là kiến riêng, nó chịu va đập tốt lắm. Thì bên Nhật thì người ta nó hay có động đất và nó chịu được lực, khi mà lỡ rơi vớt rồi đó nó ít có phở lắm. Sapphire nó cứng nên nó không có chạy nhưng mà nó giòn lắm mấy anh, rớt là bể, rớt là bể. Rồi một em mã số 11 đúng không, 14, mã số 14 C5 Seco 5 dòng sport chống nước 100m ạ. Seco 5 dòng sport chống nước 100m, niền xoay. Chức năng của cái niền này để chúng ta canh thời gian lặn ha. Chống nước 100m, máy cơ automatic. Em này chạy 23 chân kính là chạy máy 7S36 nha. 7S36. Nhiều hơn 2 chân kính so với máy 7S26. Máy này cọc số là cao răng cá mập nè. Cọc số hình tam giác rất là nhọn. Em này nội địa Nhật nha mấy anh, nội địa Nhật, hàng qua sử dụng. Góc 6 giờ có chữ mắc in Japan. Đây. Dây khóa có khóa an toàn. Nè, gập vô, bật cái này ra, gập thêm cái này nữa. Có hai cái khóa lận nha mấy anh. Dây của em nó đây. Máy lộ đáy có đóng chữ da băng trên búa luôn nè. Máy 7S36, em này thể thao size to nha, size 40. Rồi size 40 Seco 5 size 40 chống nước 100m. Cái chấm này nó cũng có dạ quang nữa nha anh, chấm này dạ quang để chúng ta xuống biển tối chúng ta sẽ thấy. Niềm xây được. Rồi. Em này là mã số 14, size 40, giá 2,8 triệu cho em đến từ thương hiệu nội địa Nhật dòng lặn nha. Để em cho mọi người xem cái chấm này nó dạ quang. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Nó chấm phía ngoài nó có dạ quang. Lúc nào kim nó cũng dạ quang sáng hơn những cái cọc số nha mọi người. Chúng ta dễ xem giờ, xác định giờ, xác định thời gian. Rồi này mã số 14, size 40, giá 2,8 triệu. Rồi cuối cùng là một em Seco 5. Em này chống nước 50m ha, chống nước 50m. Chạy máy 7S26. Chạy máy 7S26, 21 chân kính, bản nội địa Nhật. Em này size khá là to, 43, thích hợp cho mấy anh tay to. Size 43,5 luôn. Rồi, khóa có chữ da băng nha mọi người, phía sau búa cũng có chữ da băng. Búa hay là quả văn, hay là bánh đà gì đó. Mấy anh gọi cái gì đó
thì gọi theo từng vùng miền của mình ha. Trên trên cái chỗ em thì gọi là búa, trên cái búa này có chữ sa băng nè, trên kiến có chữ sa băng luôn nha, trên kính có sa băng, cái bát dây này cũng có chữ sa băng, và góc 6 giờ sẽ có chữ sa băng, chứng tỏ đó là hàng nội địa Nhật nha. Ba em này, em này là nội địa Nhật. Em này còn rất là mới em anh, mới 98-99% em thu lại của khách. Em này em bán mới là 3,5 triệu, khách mới mua về size hơi quá to, khách đeo không vừa nên khách bán lại, nha. Em này mới 98-99%, chỉ là khách chỉ cắt dây ra thôi và thấy lên tay không vừa nên khách bán lại cho em, và em sẽ lên đây bán lại cho các anh với giá là 3 triệu đồng nha. 3 triệu, mã số 15 giá 3 triệu. Mã số 15 giá 3 triệu, size 43,5. Anh nào thích thì chốt giùm em, lên tay nó sẽ như thế này đây. Nha, tay 15,5 đeo cũng rất là ôm, rất là đẹp nha, đâu quá to đâu. Mắt dây thì còn đủ nha mọi người. Dây thì còn đủ. Rồi, đây là cũng là sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Anh nào thích chiếc nào thì chốt giùm em nha. Ủng hộ kênh của em để em có thể tiếp tục sưu tầm và gửi đến mọi người những chiếc đồng hồ chất lượng và chính hãng. Thì từ mã số 1 em giới thiệu rồi. Từ mã số 2 đến mã số 6 thì coi mọi người coi lại clip ngày 21 tháng 10. Những chiếc nhẫn này em đã lên ngày 24 tháng 10 là ngày hôm qua. Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Ấy gì, 25 tháng 10 em gửi đến các anh những chiếc đồng hồ Seiko chống nước để cho anh xài đi mưa, tập thể dục thể thao, tắm gọi được rất là ok ha. Rồi em xin kết thúc clip mình ở đây, hẹn các anh lại các clip lần sau. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.